ngày GMT-7 không khí lạnh tăng cường liên tục đã ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội. Trong đêm 2311 nhiệt độ tụt xuống chỉ còn 13 độ C khiến nhiều người phải đốt lửa để sưởi ấm. Trong đêm 2311, thời tiết tại Hà Nội trở rét đậm, nhiệt độ ngoài trời giảm sâu xuống chỉ còn 13 độ C. Mặc dù không có mưa nhưng gió mùa đông bắc liên tục thổi khiến người đi đường càng cảm thấy rét bút hơn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong ngày 2311, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tại Hà Nội trong đêm nay trời trở rét đậm với nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm và sáng sớm ở mức 10-15 độ C. Đây là mức nhiệt thấp nhất kể từ đầu mùa đến nay. Càng về khuya, nhiệt độ càng giảm sâu hơn, nhiều học sinh đi học thêm về co do trong chiếc áo đồng phục mỏng không đủ chống chọi với cái lạnh người đi đường suýt xoa trong đêm lạnh nhất từ đầu đông trời rét những người công nhân trong lúc ngồi uống nước bên hồ hoàng cầu phải kiếm cây củi khô để đốt lửa sưởi ấm những đống lửa nhỏ liên tục cháy để xua tan giá lạnh hình ảnh này đã xuất hiện nhiều năm nay tại hà nội mỗi khi nhiệt độ xuống quá thấp họ là những người lao động nghèo dù trời giá rét vẫn phải bươn trải kiếm sống như xe ôm bán nước nhân viên làm ca đêm trên đường giải phóng, người bán mũ bảo hiểm này cũng đốt vài thanh củi để xua tan bớt cái lạnh. Một quán nước ven hồ ba mẫu phải đốt lửa để đón khách, bà chủ quán nước cho biết chỉ đốt lửa thôi chưa đủ, bà còn phải dựng thêm một tấm ván để tránh gió lùa từ ngoài hồ vào. Ngọn lửa giúp xua đi cái lạnh giá như cắt da cắt thịt. Đêm đã về khuya, thế nhưng người vô gia cư này vẫn chẳng thể ngủ nổi, anh liên tục xoa hai tay vào nhau để kiếm chút hơi ấm trong đêm đông lạnh giá nhất từ đầu mùa. Theo Việt Linh Dân Việt